Tú, hôm nay thầy sẽ đi vào phần 2 của chủ đề quay sinh viên. Đó. Quay sinh viên lần này là định nghĩa nó khá là khác so với quay sinh viên ngày hôm qua. Như ngày hôm qua với thầy đã từng nói là quay sinh viên là cái này đúng không? Quay sinh viên là cái này, là cái này là đồ của Mỹ. Nó gần như nó hoàn chỉnh này, nó hoàn thiện rồi. Đó, Mỹ mà là hoàn thiện. Còn cái này là đồ châu Âu. Châu Âu thì nó bị bỏ ra sau lưng rồi bạn. Nói chung là tóm lại là châu Âu là không thể nào so được với Mỹ về tổng thể nha. Nhưng mà có một cái châu Âu Mỹ, đó là lịch sử. Lịch sử châu Âu ăn Mỹ. Và châu Âu ăn Mỹ còn cái nữa là châu Âu ăn Mỹ ở cái sự đồng nhất. Còn ở Mỹ là hợp Trung Quốc, đó là hai cái sự mà châu Âu nó có thể ăn thôi. Còn ngoài ra về công nghệ, về tất cả và về sức, Mỹ là sự hoàn thiện. Châu Âu nó không thể nào nó hoàn thiện như Mỹ. Châu Âu nó rất là có đít, mà có đó. Đây là châu Âu xịn. Nhưng mà cho dù châu Âu xịn, nó vẫn bị một cái giới hạn của châu Âu. Nó làm cho sức của châu Âu không thể cạnh tranh với sức Mỹ một cách song phẳng. Đó, và đó là cái gì? Thứ nhất là về công nghệ. Công nghệ không thể nào bằng được Mỹ được. Tức là công nghệ làm ra cái sức không bao giờ nó hoàn thiện, nó ngon mà nó xịn bằng Mỹ, cái đó phải thừa nhận nha. Cái thứ hai, đối với Việt Nam, nó còn là vấn đề Logistics. Khi mà các bạn quốc logistics với châu Âu và quốc logistics của Mỹ thì thôi châu Âu nó căng lắm. Nhất là mấy châu Âu rồi, đi không có biển nữa, trời ơi khổ chết mà luôn mà. Đó là vấn đề kinh tế. Nhưng mà châu Âu nó có một cái lợi thế mà nó có thể là gỡ kèo với Mỹ. Các bạn có biết đó là cái gì không? Hiệp định EVFTA. Nhưng mà xui, Norway không nằm trong hiệp định EVFTA. Sốc chưa? Đâu phải là cứ nói chung châu Âu nó cũng có đít mà có đá. Châu Âu có mấy xịn sò, nó đâu có nằm trong định EVFTA đâu các bạn. Anh xịn không? Xịn. Xin visa đi châu Âu đóng cho anh nha. Đó, gắt lắm. Bởi vậy thế giới này luôn tồn tại sự khác biệt. Và những sự khác biệt đó là kiến thức mà bạn biết. Và đây là sức Na Uy. Vậy thì Na Uy mạnh là cái gì? Bảo đảm rằng Na Uy mạnh là nguồn nguyên liệu. Nói về nguồn nguyên liệu, thằng này xịn, thằng này cũng xịn. Mới đi thằng này 9.5 bằng này 10 luôn á nha. Nếu mà nói về nguồn nguyên liệu, nguyên liệu của này là nguyên liệu G7. G7 là đâu? Là nó nằm trong mấy nước hàng đầu. Mà cũng có thể nhập từ này nữa nha bạn. Có thể. Nguyên liệu thằng này nhập từ này. Lộn, thằng này nhập từ này. Tại nguyên liệu này là nguyên liệu G7. Gồm có Mỹ, Úc, Canada, cho nó lại Argentina, Rumla, biết không? Lộn. Không có Argentina, không có Argentina. Đúng không? Rồi có Bali, rồi có gì. Bằng Anh kêu lại gì quên rồi ta. Ăn lê vậy hả? Cũng chẳng dạng vậy đó. Đó, đại loại là vậy. Rồi, ok. Nhưng mà nguyên liệu thôi thì nó không đủ để làm một sản phẩm hoàn chỉnh. Đồng ý không? Để tôi nói cho bạn hiểu tại sao nó là quay sinh viên. Đó, cái thằng châu Âu á, nó không thể nào làm một cái sức hoàn chỉnh được như Mỹ. Đó là vấn đề của factory, vấn đề nhà máy, vấn đề dây chuyền sản xuất, vấn đề của phòng R&D nữa. Nên bạn thấy cái độ hòa tan, cái độ mượt, cái độ mịn khi bạn quốc mấy sức mà nó ở đây nói là cái dở nha. Tức là bạn thấy một cái loại sức mà nó có cục này cục kia rồi, nó nằm lâm la, nó đóng này đóng nọ rồi đó, thì cái đó bạn không có thể phản ánh được nó là nguyên liệu dở. Chưa chắc, nhiều khi nó nguyên liệu xịn mà tại nó làm dở thôi. Hiểu không? Giống như Thúy Kiều ngon quá mà vô lầu xanh, đúng không? Mấy con tự nhiên, ví dụ như giờ Chung Vô Diệm, nó tự hiểu nha ha. Mới nói hồi đụng fan Thúy Kiều, fan Chung Vô Diệm vô bực nữa mệt lắm. Đó, nói cho mày hiểu, nói tóm lại tôi khẳng định cái này là nguồn nguyên liệu xịn. Rất xịn. Tại vì sao? Tôi nói nhiều lần rồi. Ở thằng châu Âu, Na Uy đặc biệt có một cái là cái khí hậu. Khí hậu và đồng cỏ. Cái khí hậu kết hợp với cái đồng cỏ ở một cái nhiệt độ thích hợp, nó cho ra một cái nguồn nguyên liệu rất ngon để nuôi con bò rất xịn. Mà con bò rất xịn nó ra dòng sữa rất xịn. Rồi từ dòng sữa xịn nó ra dòng quay xịn. Nó ra dòng quay xịn rồi đi làm ra cái quay uống, đó là câu chuyện khác, đó là story. Thẳng thắn mà nói, cái công nghệ sản xuất của ông này nó không bằng. Không bằng. Nên bạn hiểu là một chơi thằng này với thằng này là gì? Thằng này là hoàn chỉnh này. Khỏi miễn cãi, nguyên liệu xịn, sản xuất xịn. Đó, còn này là nguyên liệu rất xịn, sản xuất cũng xịn. Đó. Rồi, đó là nói cho bạn hiểu để bạn chọn. Và cái còn lại là thằng này là cái gì bạn? Nó quan trọng lắm. Hôm nay tôi ít nói về nó. Tại vì thằng này nó khác này nha. Thằng này là Lean Pro X trá hình. Nè, Lean Pro X trá hình. Việt Nam là Lean Pro 8 trá hình. Đó. Tại sao? Tại vì nó là một cái complex những cái dòng protein khác nhau. Bạn nhìn cái label nè. Whey và casein. Whey và casein. Còn này nó chỉ làm quay thôi. Nó chỉ là quay thôi mà. Nếu mà nói thằng này thì phải so với thằng quá khứ của thằng đại ca này là Lean Pro 8 và Lean Body. Đó, Lean Body này. Này sau này. Hiểu chưa? Thằng này sau này. Tất nhiên này ngon nhiều rồi, mùi vị nói chung là Mỹ mà. Mỹ nó làm được, nói chung nó perfect lắm rồi. Perfect. Còn
Nam Quyên này thì có thể mùi có thể vị nhạt hơn này nọ, bột mình thấy ghét đồ ví dụ vậy. Nói là tao khó tính thôi, chẳng qua chỉ Nguyễn khó tính thôi chứ còn đâu. Bao nhiêu bạn ngoài kia thấy mày là cũng ao ước này nọ kia thứ rồi. Hàng Nam Quyên mà các bạn, Nam Quyên là gì nước giàu nhất thế giới đó, biết vậy đi. Nam Quyên là nước nhỏ nhưng mà tiềm lực rất là mạnh, tiếng nói thế giới rất là mạnh, mà cái visa đi vô cũng khá là khó đó. Súp nói về súp của châu Âu á thì thường thường á là mấy châu Âu có cái cốc làm thôi. Châu Âu mà khổ á, châu Âu mà nghèo á, nó thẳng luôn đi, mệt quá khó nói quá. Thường thường châu Âu nghèo nó làm súp tại nhà máy lao động nhân công nó rẻ các bạn, nó qua đó làm súp công nghệ cùi chuối luôn, nó nổ thôi kệ, nó làm ăn ai chào quảng cáo đúng không, nhưng mà phải biết mình đang làm ở đâu thế thôi. Rồi còn đặc biệt trong súp châu Âu chỉ có ông nội này là làm ở Na Uy luôn nè, làm ở Na Uy luôn, ngạo nghễ tinh thần Na Uy. Bởi vì một quốc gia ta có một cái thương hiệu, và cái thương hiệu đó là cái thương hiệu làm cho người ta ngạo nghễ, đúng không? Rồi nói tiếp về thành phần sản phẩm, nó có rất nhiều protein nha các bạn, và đặc biệt thằng này còn uống còn có thêm canxi nữa, nó bổ xương ké các bạn, bạn uống ngày 2 muỗng cho canxi đủ luôn á, có lộn hai liều và cái ratio là tỷ lệ đó, các bạn đọc tiếng Việt là ratio á, không phải đọc ratio, còn tiếng biết tiếng gì nữa, tiếng Mỹ hay tiếng Mỹ đó là ratio. Cái ratio protein này rất là cao đúng không, 100g protein mà nó cho tới 74g là dữ các bạn, tức là cái hàm lượng whey thành phẩm, không phải whey thành phẩm mà protein thành phẩm, mà 100g mà nó cho tới 74% protein là cao, chứ không phải rất cao. Nên nó tóm lại thằng này về chất it's ok, very ok. Còn về quà tang, về mùi vị thì nói chung thì có thể là thua này chút, thằng này vô như 10 điểm, thằng này 8 điểm về mùi vị, tại vì mùi vị các bạn đa phần thích mùi nè, mùi thơm nồng nồng đồ, bột sao bột xui xui đồ, phải không? Còn thằng này thì bọt thì nó nói chung cái mùi thì nó nhạt nhạt hơn tí, mà nó thẳng luôn, tôi không muốn, nó thẳng luôn, mệt quá, nó vòng vòng mệt quá, khó chịu quá. Tại sao uống này rồi, tại vì Duy Nguyễn nói chung là bán sức nhiều mà nó tật láo á, nên nó cũng ế cái này, mà hiểu không? Ế cái này mà cái gì mình ế á thì mình uống, mà cái gì mình ế á thì mình uống. Với phần nói thật lòng nó thẳng luôn, đúng không? Giữa Thí Kiều, Thí Vân chọn Thí Kiều trước, cho nên Thí Kiều không chọn mình mới chọn Thí Vân. Nó làm vậy thôi, khỏi có vuông có lương lẹo gì vòng vòng với cái đầu. Mấy thằng bán súp khác cái gì nó cũng nói hay nói tốt, mà thậm chí chả uống cái gì luôn, thì nói tôi uống gì tôi nói thẳng, cái này có uống nè. Tại vì Duy Nguyễn tham vọng lắm, nguồn xịn mà công nghệ phải xịn nữa, độ hòa tan này tất cả thứ đó lắm, phải perfect, uống vô nó mới đã đó. Nên tôi chọn hàng Mỹ, còn hàng châu Âu á là châu Âu mà chọn châu xịn để nhập về bán cho mấy bạn sinh viên. Sinh viên nhưng phải có lý do, chứ không phải sinh viên là cái đồ cốc cắn, cái đồ trời ơi thiệt á, nhìn qua cái nước kia xuất sức, nhìn qua GDP nước mình so sánh, ủa sao đông hơn mình chỗ nào chân vậy, tôi nói vậy bạn hiểu tôi nói thế nào không? Có những nước bên châu Âu đang sản xuất súp mà GDP nó bằng nước mình luôn, nếu mà đổi qua GDP tương đương, nếu mà đổi qua sức mua tương đương, tại vì nói thẳng luôn, bên châu Âu mà GDP 10-15 ngàn là nghèo lắm, cái đó nói thẳng là giận chịu thôi, chứ giờ sống mà cứ xào xạo khó sống mà bạn, đúng không? Sống mà cứ cái gì cũng nói trái lương tâm khó chịu lắm, u lận vậy đó. Mấy châu Âu bây giờ đó, Pháp bây giờ là GDP 40-40 ngàn, người ta còn than kìa. Người ta nói là Pháp đã hết thời rồi, Pháp còn là cái quá khứ của lịch sử rồi. Đó không, đi qua Paris một cái mà ông tưởng nó đi New Orleans. Rồi thôi, tóm lại là video này thông báo cho bạn phân biệt được những sản phẩm về Mỹ, phẩm châu Âu. Rồi cái hàng này nó mạnh ở điểm nào. Rồi các bạn nhìn vô label thì bạn hết hồn luôn. Cái này nói chung là sinh viên chọn lựa, này là một sự chọn lựa thôi, tôi thấy là cũng không. Tất nhiên Nguyễn đang nói về sức sinh viên, nói về quay sinh viên, nhưng mà sinh viên phải có lý của sinh viên. Chứ không sinh viên là mới uống 7-7 còn lao sao biết đau vậy nha. Còn video dài, tôi không làm chương trình đập hợp trong video này. Tôi chờ xem cái lượng tương tác trong cái video này như thế nào, rồi mình mới quyết định có nên làm đập hợp hay đập hợp. Tại tôi không muốn mà, tôi đập hợp xong tôi uống sao, đúng không? Uống tôi nói cái này tôi đập thoải mái luôn. Ồ mấy khứa này tôi đập vô tư luôn. Tại sao? Tại Duy Nguyễn uống, Duy Nguyễn rất tự tin để đập hợp. Còn này Duy Nguyễn không uống mà đập một cái mất hơn 1 triệu mấy uống. À, thời buổi kinh tế suy thoái mà, ở ngoài kia đóng cửa bao nhiêu người rồi. Ở mình còn tồn tại lên đất Âu được là sự cố gắng. Rồi ủng hộ Y Tế các bạn, mua sắp điện thoại chị Ship không? Hotline, số điện thoại, website, fanpage.